đừng bắt ai phải hiểu cho mình. Quan trọng nhất là chính mình phải hiểu được mình. Bạn đừng bao giờ mong muốn ai đó phải hiểu cho những việc làm của bạn, phải hiểu cho hoàn cảnh, hay hiểu cho bạn bất kỳ một điều gì. Bởi vì điều đó là rất khó và không thể. Người ta hiểu bạn hay không là tùy vào trái tim người ta muốn hướng về bạn, chứ không phải là bạn muốn bắt ép trong tâm ý mình rằng họ phải hiểu bạn. Đã là cõi trần gian thì chắc chắn sẽ có nhiều khổ đau. Một trong những khổ đau đó là bạn luôn muốn ai đó hiểu cho mình. Khi trải nghiệm cuộc đời, cô Nguyệt mới ngộ ra rằng không nên bắt ai đó hoặc mong cầu ai đó phải hiểu cho mình. Bạn chỉ cần tập trung hướng những điều thiện lành, và bạn chỉ cần hiểu bạn đang muốn gì, đang cần gì, bạn sống như thế nào, bạn phải hiểu con người mình ra sao. Chứ không phải nhiều khi mình suy nghĩ vu vơ, mình đang mông lung nhiều vấn đề, mình như đang đứng giữa ngã ba đường, không biết tương lai ra sao, không biết mục đích sống, lý tưởng sống của mình phải như thế nào mới đúng đắn, thì bạn đang rất khổ đau. Đến bạn còn chưa hiểu mình thì đừng bao giờ mong ai đó hiểu cho mình. Càng mong cầu thì điều đó sẽ không xảy ra, và người khổ đau là chính bạn. Tâm bạn chỉ có chạy lung tung, chạy ra bên ngoài, nghĩ người ta có hiểu lầm gì về mình không, nghĩ vu vơ, vẩn vơ, để rồi cái vòng luẩn quẩn ấy cứ chạy mãi trong tâm bạn, không có cách nào giải thoát. Vậy hãy giải thoát nó sớm nhất đi. Đừng mong ai đó hiểu nữa. Chỉ cần bạn hiểu mình là được rồi. Và cô mong các bạn hãy luôn quay về chính mình, cho mình một định hướng, cho mình một suy nghĩ chính chắn nhất. Và mình làm chủ được trái tim. Trái tim của mình, thay vì ngày xưa nhỏ bé chỉ biết nghĩ cho bản thân, cho gia đình của mình, thì sau khi hiểu đạo rồi, muốn cuộc sống hạnh phúc sau này, thì bạn nên mở rộng trái tim, sống vì nhiều người, sống vì những người xứng đáng. Còn những người không hiểu bạn, luôn nghĩ xấu cho bạn, thì đừng nghĩ đến họ nhiều, đừng bận tâm, để rồi lại khổ đau. Tâm đó hãy dành cho người xứng đáng nhất, và hãy cống hiến cho đời những giá trị tốt đẹp bằng khả năng của mình nha.